trăm niên về đây, về đây hồi tụ, ngàn năm về đây, về đây hồi ngộ, khi phách cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời gửi gắm đó thăng long. Rêu phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang Hà Nội. Để mãi Thăng Long Đông Đô Hà Nội tỏa sáng, một Thăng Long Đông Đô Hà Nội linh thiêng hào hoa. Về đây, về đây hồi tụ, ngàn năm về đây, về đây hồi ngộ, khi phách cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời gửi gắm đó thăng long. Thời gian qua bao dòng đàn bom vẫn uy nghiêm rêu phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang Hà Nội. Để mãi Thăng Long Đông Đô Hà Nội tỏa sáng, một Thăng Long Đông Đô Hà Nội linh hiện diện toàn thể nhân dân thôn Nhân Hòa cùng quý khách thập phương.
chi đoàn thanh niên thôn Nhân Hòa trình diễn. Chiến chúng ta có khái niệm tiếng hát, hát tiếng bom. Trong thời
thời bình. Cụ thể trong buổi tối hôm nay, tiếng hát của chúng tôi chỉ át được tiếng mưa, nó không rơi tí tách. Nhưng để ngăn những giọt mưa, chỉ có những tràng vỗ tay của tất cả các quý vị. Để cho buổi tối ngày hôm nay thành công tốt đẹp, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Để tiếp tục cho bữa tiệc âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến nhạc phẩm mang tên Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên, và cùng chào đón trên sân khấu của chúng ta một người bạn đến từ thôn Siêu Quần. Trân trọng giới thiệu và kính mời Hồng Luyến.
múa. Ví dụ như hôm qua chúng ta đã chứng kiến là các cô gái đến từ đội văn nghệ thôn Nhân Hòa múa gùi, và hôm nay là các cháu thế hệ măng non của thôn Nhân Hòa múa quạt. Quý vị đã bao giờ xem múa đàn chưa? Không phải là cái đàn organ của anh nhạc công anh đang chơi, mà đàn tì bà. Ngay sau đây sẽ đến với quý vị qua tiết mục múa đàn đến từ chi đoàn thôn Tả Thanh Hoài. Đến cháu cũng
măng non thì chúng ta phải sử dụng cái niệm là ngây thơ. Còn đối với các cháu đến từ chi đoàn tạc nhọn, ta phải sử dụng giống như một cái anh ấy đấm đấm vào lưng tôi. Xin nhở, không biết quý vị như nào, nhất là các anh như nào. Tôi thấy là các cháu này là lớn hơn các cháu ở làng mình. Liên tục chương trình xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để chào đón một cặp song ca vô cùng chuyên nghiệp. Bích Liên, Mạnh Tần qua nhạc phẩm Gặp Nhau Trong Rừng Mơ. Thank you.
nhiều tiếng vỗ tay. Cặp đôi nào hát hay đúng không quý vị? Dĩ nhiên rồi, nhưng quý vị có để ý một chi tiết không ạ? Đó là chàng trai múa khen thưa quý vị. Đấy là nam tài tử Mạnh Tần. Sáng hoặc là tối chú hay mặc bộ như này và cũng hay múa khen ở sân. Điều đặc biệt khó, nếu tôi cả quý vị mà muốn học giống chú thì rất khó, vì chúng ta không có đạo cụ. Nếu chúng ta muốn múa khen giỏi như chú chắc chúng ta phải mượn cái bừa. Nó hình dáng nó giống giống xong cũng ngoài thôi. Kính thưa quý vị, liên tục chương trình xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu đến với nhạc phẩm Nhớ Đêm Dã Bạn và chào đón một người bạn của chúng ta, đấy là thôn Sư Quần, Bích Liên. Thưa quý vị, hãy tỏ lòng hiếu khách như vốn có của thôn Nhân Hòa bằng cách dành một tràng pháo tay thật lớn.
mời quý vị đến với tiết mục múa những cô gái trên quê hương Quan Họ đến từ cơ sở Thợ Phúc. Mượn được đội chắc là một cái nón thì ba người Thuy Vô vẫn xem thoải mái. Kính thưa quý vị, có
có những nghệ sĩ trong đội văn nghệ thôn Nhân Hòa khi sướng tên lên thì được sự hưởng ứng cổ vũ rất nồng nhiệt của tất cả các quý vị. Ngay sau đây sẽ là một nghệ sĩ trong số đó sẽ đến với quý vị qua ca khúc Xa Khơi, cùng hướng lên sân khấu và chào đón nữ ca sĩ Thúy Vinh.
Địa Linh thì sinh Nhân Kiệt. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến một tiết mục nữa được mang tên Tương Phùng Tương Ngộ, cùng chào đón đến sân khấu chúng ta top ca nam nữ đến từ phân khu cựu chiến binh Trịnh Thiên. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn.
mời quý vị đến với một tiết mục múa mặt tiếng đàn Tà Lược đến từ đội văn nghệ thôn Nhân Hòa. Thank you.
nhạc phẩm mang tên Làng Quan Họ Quê Tôi, trình bày của Thu Hương đến từ thôn Thượng Phúc. Thank you.
đáng phải trân quý. Trong một trong số các tình cảm đó, đó là tình bạn. Bản thân tôi như con trai hoặc như tất cả các bạn trẻ có thể không có tình yêu, không có bạn gái nhưng không thể không có bạn. Tôi rất thích một câu ngạn ngữ của nước ngoài nói rằng hãy nói cho tôi biết về những người bạn của bạn, tôi sẽ nói cho biết cho bạn biết bạn là người như thế nào. Hoặc ở Việt Nam vẫn nói buôn có bạn, bán có phường. Kính thưa quý vị, có một thứ tình bạn đã đi vào huyền thoại, đã đi vào sử sách, đó là tình bạn giữa Lưu Bình và Dương Lễ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến một trích đoạn về tình bạn cao quý đấy qua sự thể hiện của Thôn Siêu Quần với phần thể hiện của Văn Giới và Thanh Nga. Xin mời quý vị cùng chú ý đón xem. Tương lai nàng ơi, ngoài trời chắc lương tỏ, hoa được chưa ai nở, phong cảnh thật hữu tình. Em muốn cùng nàng thâu thanh, nhấp chén rượu ân tình. Tiếc thương chàng miên thương. Nếu nàng không ra là nàng còn giận, ta ra đi sẽ ân hận muôn vàn. Thơ văn quyến lục như giáp không hồn, đường hoa sầu bất công danh còn. Không chàng này
không nặng giữa Lưu Bình và Dương Lễ. Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn chơi với nhau từ thuở Hàn Vi. Thuở Hàn Vi thì Lưu Bình nhà nghèo, Dương Lễ nhà như chúng ta bây giờ hay gọi, bạn các bạn trẻ hay gọi là nhà chẳng có gì ngoài điều kiện. Vì tình bạn sâu nặng đó thì Dương Lễ đã gửi vợ mình để nuôi Lưu Bình thành danh trong con đường đèn sách. Trong quá trình Lưu Bình thành danh trong con đường đèn sách thì Dương Lễ ở nhà đã phạm vào những cái tệ nạn xã hội. Ngày xưa tôi không hiểu nó là tệ nạn gì, người ta cũng không liệt kê, nhưng bây giờ chúng ta nói nôm na là bóng đá, lô đề, thậm chí kể cả sóc đĩa. Và Lưu Bình với tình bạn cao quý đó, Lưu Bình cũng đã thông qua vợ của Dương Lễ. Khi thông qua vợ của Dương Lễ thì Lưu Bình bị Dương Lễ hiểu lầm. Mãi về sau này thì Dương Lễ đã nhận ra tình cảm thật của Lưu Bình, và đôi bạn này đã chắc chắn là đôi bạn cùng tiến và đã rất là thành danh và đã đi vào sử sách về một tình bạn cực kỳ được trân quý. Tôi hy vọng rằng trong tất cả chúng ta, mỗi người ít nhất cũng có một người bạn như Lưu Bình và Dương Lễ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với top nhảy của đội văn nghệ thôn Tả Thanh Oai. Xin mời quý vị cùng đón xem tiết mục nhảy Ấn Độ. Yeah.
Rực rỡ không ạ? À? Chắc chắn không ạ? À? Quá chắc chắn quý vị nhỉ? Không biết quý vị như thế nào, tôi chỉ có hai từ thôi, bị thích. Thưa quý vị, thấy các em múa xong tôi lại nhớ đến một đoạn trong bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Đó là đoạn: nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ muốn cho thời gian trở lại. Vâng, chỉ vậy thôi. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của Thôn Nhân Hòa Bích Thủy qua nhạc phẩm Ngồi Tựa Mạn Thuyền.
cực hài, hứa hẹn vô cùng đặc sắc, vô cùng hài hước cũng không kém gì ngày hôm qua. Chính vì vậy, trân trọng kính mời tất cả các quý vị cùng nán lại sân khấu. Tiết mục hài sẽ đến ngay với quý vị, chuẩn bị thôi. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thay đổi không khí, cùng đến với tiết mục múa Ấn Độ do các cháu của thôn Nhân Hòa trình bày.
Mình quê ta ơi do Tiến Vinh cùng Tốc Lữ Minh Hoàng. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đông buồn,
một nhạc phẩm mang tên Em Tròn Lúa Này. Cùng chào đón lên sân khấu chúng ta câu lạc bộ Cựu Chiến binh Quân khu Trịnh Hiền.
Công an xin được thưa quý vị ca khúc mang tựa đề Thiên Tầm Mùa Xuân. Xin chào một tay đúng không ạ? Anh nghe chương nhạc tôi một tí. Đừng trời nó xanh mơn mà, đừng thắt mưa long lanh sơ mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương yêu thương ai mà vui mừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh đi theo. Làm cho thấy một tóc em và là gió nói cùng em. Yeah!
Xuân Đường.